Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị đang theo dõi số đối thoại thứ ba nằm trong vệ đề tài của chương trình đối thoại, bàn về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Trong hai số đối thoại trước thì chúng tôi cũng đã bàn tới những yếu tố kỹ thuật liên quan tới dự án này, liên quan đến việc chúng ta lựa chọn công nghệ nào, vận tốc ra sao và một số thông tin xoay quanh dự án. Thì ngày hôm nay với những câu hỏi của quý vị khán giả, chúng tôi sẽ lại tiếp tục cùng các khách mời bàn luận về những yếu tố kỹ thuật liên quan tới dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, về hướng tuyến cũng như một số thông tin liên quan đến việc là chúng ta xây dựng đi qua cầu cạn, đường bộ hay là trong hầm. Thì đó là những thông tin mà chúng tôi sẽ cùng các khách mời bàn luận và trao đổi trong chương trình đối thoại ngày hôm nay. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội. Tiến sĩ Hoàng Hữu Phê, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Ứng dụng Công nghệ mới. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trực, Giám đốc Trung tâm Khoa học Công nghệ và Hỗ trợ Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội. Vâng, trước là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại và tiếp tục chia sẻ với chúng tôi những thông tin liên quan đến dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, đặc biệt là liên quan yếu tố kỹ thuật. Thì trước khi mà chúng ta cùng bàn tiếp về những câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ quý vị khán giả rất là quan tâm tới cái chủ đề này, thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi. Theo những thông tin mới nhất trong báo cáo nghiên cứu giữa kỳ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam so sánh với hệ thống đường sắt hiện nay. Về chiều dài, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam dài 1.545 km, phân kỳ đầu tư các đoạn Hà Nội Vinh là 285 km, Vinh Nha Trang 896 km, Nha Trang Thành phố Hồ Chí Minh là 364 km. Trong khi đó, đường sắt Bắc Nam hiện nay dài 1.730 km. Khổ đường, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam có khổ tiêu chuẩn đường đôi 1.435 mm, đường sắt Bắc Nam có khổ hẹp đường đơn là 1.000 mm. Đường sắt tốc độ cao đi qua 20 tỉnh thành và có 23 ga, trong khi đó đường sắt Bắc Nam hiện nay đi qua 32 tỉnh thành và 27 ga. Về giao cắt với đường ngang, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam dự kiến sẽ xây dựng với 60% đi trên cầu đường bộ, 10% đi qua hầm và 30% đi trên mặt đất có rào chắn và hoàn toàn không giao cắt với đường ngang. Trong khi đó, đường sắt Bắc Nam hiện nay có 5.719 vị trí giao cắt, trong đó có 4.200 vị trí lối đi tự mở, gây mất an toàn. Về vận tốc, ở giai đoạn đầu, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sẽ khai thác vận tốc từ 160 đến 200 km/h, sau khi thông toàn tuyến mới nâng lên tốc độ là 350 km/h. Còn tốc độ của đường sắt Bắc Nam hiện nay là khoảng 90 km/h. Do đó, nếu có đường sắt tốc độ cao thì thời gian di chuyển từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh chỉ mất 8 tiếng, trong khi đó di chuyển bằng đường sắt Bắc Nam hiện nay mất 31 tiếng. Hệ thống thông tin tín hiệu điều khiển chạy tàu đối với đường sắt tốc độ cao Bắc Nam dự kiến truyền tín hiệu qua mạch điện đường ray và tương lai sẽ là tự động trên nền tảng thông tin vô tuyến. Công nghệ đoàn tàu của đường sắt tốc độ cao là động lực phân tán với nhiên liệu là điện khí hóa, trong khi đó thì nhiên liệu của đường sắt Bắc Nam hiện nay là dầu diesel. Vật liệu đường ray của đường sắt tốc độ cao là bê tông cốt thép giữ ứng lực, còn đường sắt Bắc Nam hiện nay đang sử dụng gỗ thép tà vẹt mềm và bê tông. Theo kế hoạch dự kiến, Bộ Giao thông Vận tải sẽ báo cáo Chính phủ trong năm 2018 trước khi trình Quốc hội xem xét dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Vâng, thưa các khách mời, chúng tôi đã thực hiện hai số đối thoại và rất là nhiều những cái thắc mắc băn khoăn của khán giả liên quan tới việc là chúng ta lựa chọn công nghệ nào, vận tốc ra sao, rồi rất là nhiều những cái vấn đề mà khán giả gửi tới thì chúng tôi đã cùng các khách mời đề cập. Tuy nhiên vừa rồi thì chúng tôi đã nhận được một cái câu hỏi. Thì tôi xin được đọc để các khách mời có thể trao đổi và bàn luận trong chương trình đối thoại ngày hôm nay. Đó là một thay đổi mang tính đột phá là toàn tuyến đường sắt mới sẽ được xây dựng độc lập, không giao cắt với đường bộ. 60% quãng đường đi trên cầu cạn, 10% đi trong hầm và 30% đi trên mặt đất được rào chắn và không giao cắt. Thì cái phương án này với đánh giá của các khách mời ở những cái vị trí của mình thì đánh giá như thế nào? Tại sao chúng ta lại có những phương án như thế này? Thì trước là tôi xin mời ý kiến của ông Trực ạ. Vâng. Trước hết là tôi cũng có một số ý kiến là như thế này. Cái thứ nhất đó là ta cần phải quan tâm đến cái khía cạnh gọi là quy hoạch chung đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 của 20 tỉnh thành mà tuyến đường sắt Bắc Nam này đi qua. Thì trong cái bản quy hoạch này đấy là về cơ bản là các rất là nhiều tỉnh thành, ví dụ thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì đều đã có rồi, và rất nhiều tỉnh thành khác cũng đã có. Và do đó là khi cái tuyến đường sắt này đi qua, cái hướng tuyến như thế nào, thì hiện giờ là Bộ Giao thông cũng đã làm việc với 20 tỉnh thành và về cơ bản là thống nhất được. Nhưng mà tôi cũng rất là mong muốn đó là cái trong cái nhà tư vấn cũng cần phải xét đến cái vấn đề đó là quy hoạch của đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, để làm sao đó mà khi mà chúng ta xây dựng cái tuyến đường bắt đầu kết thúc cái giai đoạn 1 của đoạn Hà Nội Vinh và từ thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang, thì nó kết thúc giai đoạn 1 thì
là vào năm 2030. Và sau đó từ 2030 cho đến 2050 là giai đoạn tương lai khá xa, thì ta cần phải bám sát cái bản quy hoạch đấy để làm sao mà chúng ta giảm được cái chi phí đầu tư, đồng thời là giảm được cái chi phí giải phóng mặt bằng sau này. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là tôi nghĩ là cần phải quan tâm hơn nữa đến cái vấn đề là biến đổi khí hậu, bởi vì hiện giờ cái tuyến của chúng ta là kéo dài 1.545 km từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh, và hầu hết cái tuyến đường này là đang dịch chuyển về phía đông, có nghĩa là cái tuyến đường sắt cũ của chúng ta khổ 1 mét ấy, là hiện giờ là đang như vị trí hiện tại, còn cái khổ mới là 1.435 hiện nay thì nó lại dịch chuyển về phía đông và nó có xu hướng gần biển hơn. Thì khi gần biển hơn thì ta sẽ tránh được một số vấn đề như là trượt lở chẳng hạn, nhưng mà lại đối mặt với nhiều vấn đề khác liên quan những cái tai biến từ phía biển mà nó liên quan vấn đề biến đổi khí hậu, ví dụ như là nước biển dâng chẳng hạn đấy, rồi xâm nhập mặn chẳng hạn, rồi bão, nước dâng trong bão chẳng hạn, thì đấy là một số vấn đề. Đồng thời nữa là khi mà nó đi gần ven biển hơn thì cái vấn đề nền đất gặp rất là nhiều, đó chính là cái vấn đề thứ ba mà tôi muốn nói ở đây nữa, đó chính là cái vấn đề là địa chất công trình và địa kỹ thuật. Về vấn đề địa chất công trình và địa kỹ thuật thì chúng ta phải biết rằng là này, bây giờ trong cái dải đồng bằng ven biển mà cái tuyến đường sắt này đi qua từ bắc cho đến nam ấy, đặc biệt là khu vực phía nam, thì hiện giờ là cái vấn đề là nước biển dâng đang được dự báo cho đến 2050 chẳng hạn, là theo kịch bản biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên Môi trường công bố đấy, thì nó sẽ nước biển có thể dâng đến khoảng trung bình là 22 cm. Bên cạnh đấy là tốc độ sụt lún chung của khu vực đồng bằng sông Cửu Long là khoảng 6 mm một năm, có nghĩa trong 30 năm thì nó sẽ sụt lún là mất 18 cm. Tốc độ cố kết và cái sụt lún do khai thác nước ngầm thì nó có thể lên đến 2,4, cố kết là 1 cm một năm, 30 năm là mất 30 cm bị chìm xuống đấy. Rồi cái tốc độ cố kết lún do khai thác nước ngầm thì nó cũng bị mất khoảng tầm trung bình là 2,4 cm một năm. Thì đây là những con số rất là kinh khủng, và là tổng hợp lại tất cả những con số đấy, tức là bên cạnh là cái phần nước dâng cộng cái phần bản thân cái nền đất bị sụt xuống, thì nó đã khoảng tầm 6-70 cm cho đến 2050. Đấy là một con số cực kỳ đáng quan ngại. Bên cạnh đấy cái vấn đó là nói về cái khía cạnh kỹ thuật, còn nói về cái vấn đề là nước biển dâng, nói về cái vấn đề là điều kiện địa chất ở dọc tuyến đấy, thì ta cũng thấy là có rất là nhiều vấn đề mà chúng ta cần phải bàn sâu trong buổi thảo luận hôm nay. Đây là những số ý kiến của tôi. Là chuyên môn làm quy hoạch đô thị thì tôi cho rằng là anh Trực nói rất là đúng, tức là mình phải xem cái quy hoạch chung của các thành phố. Đất nước Việt Nam nó trải dài như vậy, làm cái tuyến cao tốc, đường sắt cao tốc là rất là đúng. Tuy nhiên cái vai trò của cái đường sắt cao tốc này đối với các cái đô thị dọc theo đường đi của nó như thế nào thì rất là quan trọng. Thì tôi tại một vài cái thảo luận trước đây tôi đã nói rằng giả sử Hà Nội hoặc là Thành phố Hồ Chí Minh mà có tương lai thì tương lai ấy chắc chắn là phải nằm trên bánh sắt chứ không phải nằm trên bánh lốp. Thế tuy nhiên thì là cái làm như thế nào để cho những cái dạng giao thông transit mà năng lực lớn như vậy nó góp phần vào việc làm cho đô thị nó cái sức cạnh tranh nó cao hơn, chứ không phải là nó phải cuối cùng nó phải lệ thuộc vào một vài cái điều kiện kỹ thuật nào đấy, mà chúng ta lại phải hy sinh những cái yếu tố khác mà có thể những yếu tố đấy có thể làm nên những cái thế mạnh cạnh tranh. Thế thì tôi cái xét về cái chuyện giải pháp kỹ thuật ấy, thì không những chỉ trên quan điểm tức là vốn đầu tư bỏ ra như thế nào, mà còn phải xét đến cái những cái hiệu ứng mà nó gây ra đối với những hoạt động có thể rất là xa với cái công việc mà chúng ta đang bàn đấy. Thế thì đấy là cái kinh nghiệm của phát triển đô thị, tức là cái phần mà chúng ta không dự báo được nó rất là lớn. Và nếu mà ai mà có khả năng dự báo gần sát hơn hoặc là tính được đến những cái thay đổi trong tương lai một cách chấp nhận được, thì tôi nghĩ thì như vậy thì chúng ta sẽ không làm tổn hại đến cái sức mạnh cạnh tranh của các đô thị dọc theo đường tàu cao tốc này. Vâng ạ. Tôi thì tôi cho rằng là chắc là ai cũng đồng tình thôi. Khi đã nói đến một cái đường mà được gọi là cao tốc thì nó không bao giờ được phép giao cắt với các hệ thống giao thông khác. Đường bộ thế thôi, đường ô tô bây giờ chúng ta nhìn thấy cái đường cao tốc nó chỉ có 100 km/h thôi, thì không bao giờ có cái giao cắt đồng mức với lại các cái đường giao thông bình thường. Ở đây chúng ta nói rằng đường sắt tốc độ cao, nhưng mà tốc độ cao giai đoạn đầu cũng 160-200 km/h, như vậy còn cả, tốc độ cao hơn cả đường bộ, đường cao tốc bộ hai. Và trong tương lai thì nó trở thành là đường cao tốc là 350 km/h. Cho nên cái điều hiển nhiên là cái hệ thống đường này nó sẽ không thể được giao cắt với các hệ thống đường sắt hiện tại cũng như là các hệ thống đường bộ thông thường. Thế thì để mà giải quyết được vấn đề đó thì đương nhiên là phải chọn lựa là gì, hoặc là phải chạy trên cao,
trên cầu cạn, hoặc là phải chui vào hầm, hoặc là phải làm rào chắn hai bên. Đó. Thì tôi nghĩ rằng là ba cái cấu phần đấy nó là cái yếu tố để đảm bảo rằng là nó không giao cắt. Vấn đề đặt ra là vậy thì cái tỷ lệ chọn các cấu phần như thế nào để chúng ta giải quyết được hai vấn đề: một là đứng về mặt hiệu quả kinh tế, thứ hai là đứng về mặt gọi là cái chiến lược phát triển của nó tương đối, nó ổn định rất khó, sự phát triển nó sẽ thay đổi, nhưng mà nó sẽ thích nghi cho hiện tại và cũng thích nghi cho cái xu thế phát triển trong tương lai. Thế thì chúng ta nhìn thấy một cái điều thứ nhất là đương nhiên cái đường hầm thì rõ ràng rồi, xu thế bây giờ rõ ràng người ta không xẻ núi ra, người ta không vượt núi, người ta không cần vòng mà ta đào hầm, cái chuyện đấy thì cái đấy là tương đối rõ. Thì tôi nghĩ rằng là chắc cái tỷ lệ chọn đường hầm trong cái việc là xuyên qua các khu vực núi thì không ai bàn cãi nhiều. Tôi thì tôi cũng rất là đồng ý với ý kiến của ông Cường. Chúng ta biết rằng là khi mà nếu chúng ta làm đường trên mặt đất thì nó sẽ bị tác động rất là nhiều bởi cái yếu tố về mặt địa hình là một, về mặt thời tiết khí hậu là hai, và đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay là ba, nó tác động rất là lớn. Ví dụ mưa lũ chẳng hạn thì nước dâng cao thì có thể làm cho tuyến đường sắt đấy bắt buộc phải dừng đấy. Trong khi đó nếu mà làm ở trên cầu cạn thì chúng ta có thể hoạt động trong điều kiện bình thường, kể cả trời mưa to và thậm chí là nước ngập ở bên phía dưới chân cầu đấy, tất nhiên là trừ trong trường hợp là bão lớn đấy. Nhưng mà theo nghiên cứu của các nhà địa chất, và tôi cũng đã tham gia và tôi cũng được biết rằng đấy là thế này, trong cái khi mà chúng ta làm đường trên cầu cạn thì cái tải trọng nó tác dụng xuống cái phần chân cầu tại cái nền móng là nó lớn hơn trên mặt đường đấy. Nhưng mà có một số cái đoạn mà chúng ta cần quan tâm. Đoạn thứ nhất là đó là từ Quảng Trị từ khu vực qua đi qua Vũng Áng đến Đồng Hới và cho đến Đông Hà, là cái đoạn đường đấy thì nền đất hầu hết là đất cát, và đất cát dưới tác động của cái tải trọng động và cái mật độ tàu di chuyển rất là liên tục này, cái đấy chắc chắn là mật độ cao hơn hiện nay, thì sẽ làm đặt ra một số vấn đề. Thứ nhất là cát chảy, thứ hai là hóa lỏng đấy, đó là cái vấn đề cực kỳ đáng quan tâm. Với đoạn thứ hai là đoạn Huế Đà Nẵng, là cái đoạn đấy khi mà chúng ta cái đường sắt của chúng ta, đường sắt mới đấy, là đi men theo phía biển nhiều hơn, thì trong cái nền địa chất ở khu vực Huế Đà Nẵng thì lại tập trung rất là nhiều cái bùn sét yếu, và bùn sét yếu đấy thì sẽ làm cho vấn đề là gia cố nền đất rất là tốn kém. Đồng thời khi mà cái đường mà đi trên cao hoặc là thậm chí nó đi ngay trên mặt đất đấy thì là cũng đặt vấn đề đó là hóa lỏng, bởi vì là cái nền sét đất sét yếu đấy thì dưới cái tác động của tải trọng động rất là mạnh của đoàn tàu, cái tốc độ rất là cao cùng với cái mật độ di chuyển rất là lớn nữa, thì khi đấy đặt ra hai vấn đề rất là lớn, tức là một đoạn là nhiều cát, một đoạn là lại toàn là bùn sét đấy. Bên cạnh đó thì có một số điểm như là phía khu vực phía bắc của Vũng Áng, rồi khu vực phía nam trung bộ như là khu vực Phú Yên, khu vực Bình Thuận chẳng hạn, Tuy Phong, Tháp Chàm, thì đoạn đấy là cái tuyến đường sắt nó rất là sát biển, thì đấy cũng là cái vấn đề ta cần quan tâm. Bởi vì sao? Khi mà sát biển thì nước biển dâng lên, nó làm cho quá trình xâm nhập mặn thì nó sẽ bên cạnh là cái vấn đề là ăn mòn các kết cấu bê tông, kết cấu thép đấy. Nếu tất nhiên là trừ trường hợp ta dùng cái bê tông chịu mặn, thì còn một vấn đề khác nữa đó là khi mà xâm nhập mặn, theo nghiên cứu của tôi đấy, thì là khi mà xâm nhập mặn vào thì tùy thuộc vào cái đặc điểm cấu trúc của nền đất, đặc điểm cái thành phần khoáng vật của loại đất đấy, thì làm cho nền đất nó sẽ bị biến đổi rất là nhiều, mà hầu hết là nó theo xu hướng kém hơn, hay nói khác là cái tốc độ cố kết nó kéo dài hơn, thời gian cố kết dài hơn, lún nhiều hơn, biến dạng lớn hơn, thì đấy là những vấn đề kỹ thuật mà ta rất là cần quan tâm. Chưa kể là với cái tỷ lệ là 30% là đi trên đường bộ không giao cắt và 60% đi bên trên, thì nó còn có liên quan đến vấn đề là biến đổi khí hậu nữa. Biến đổi khí hậu ở đây là gì? Bên cạnh cái vấn đề là nước biển dâng mà lúc nãy tôi cũng có đề cập, thì ở đây ta biết là trong cái kịch bản biến đổi khí hậu cho đến 2050 thì tất cả các kịch bản, từ kịch bản nồng độ khí nhà kính thấp, tức là RCP 2.6, 4.5, 6.0 và 8.5, thì tất cả kịch bản đấy đều chỉ ra rằng là có hai cái tâm mưa lớn đi dọc cái tuyến đường này, đó là cụ thể là tâm mưa ở cái vùng đồng bằng Bắc Bộ, ven biển đồng bằng Bắc Bộ, và cái tâm mưa thứ hai là khu vực Huế, Đà Nẵng cho đến vào đến khu vực Tam Kỳ, thì đấy là hai cái tâm mưa rất là lớn. Thì khi mà mưa lớn thì làm sao, thì làm cho cái nước vào mùa lũ nước dâng rất là cao, và đặc biệt là tại những khu vực sông thì ta tất nhiên là phải đi cái tuyến đường đấy phải đi trên cầu rồi đấy, thì cái đấy là ta cần rất là quan tâm. Tôi cũng rất là đồng tình là cái chuyện là đương nhiên là phải có cái cầu cạn đấy, chẳng hạn những cái vùng mà như anh nói rằng là cái nền đất của nó không chắc đấy, nền đất nó dễ biến dạng thì đương nhiên có cầu cạn đấy, cũng vùng sông, những vùng ven biển, cái chuyện là chuyện đương nhiên, không thể nào không có cầu cạn.
Nhưng mà chúng ta đang nói đến đây là cái tỷ lệ đến 60%, 60% cầu cạn. Thế tôi tính thế này, bây giờ 60% cầu cạn cộng với 10% đường hầm, đấy là cái hệ thống không đổi rồi. Nếu cầu cạn tức là gần như không thay đổi. Thế thì chúng ta có 70% hệ thống đường đã đảm bảo là không đổi rồi. Thế tại sao, lý do gì mà chúng ta lại chạy cái đường sắt nó chỉ tốc độ 160 km/h, sau đến 10 năm sau chúng ta mới chạy 350 km/h? Bởi vì bản thân cái đường cầu cạn đấy lại phải thiết kế 10 năm sau chạy 350 km/h, thì bây giờ hệ thống đấy phải là kết cấu của 350 m, chứ không thể nói rằng đường cầu cạn này chúng ta xây tạm thời cho chạy tới 200 m rồi sau đến 10 năm sau tôi định củng cố lại. Nó chỉ khác nhau có mỗi gì, khác nhau con tàu, năng lực thừa. Cho nên là cái việc đấy là một cái việc tôi cảm thấy nó có một cái gì đấy nó không được thống nhất về mặt logic. Nếu như chúng ta nói rằng chúng ta làm ngay 350 km/h và phải làm đồng bộ kể cả hệ thống về cầu cạn, đúng không ạ, với hệ thống đường tàu kia, thì có thể nghe vâng, số trước cũng có một khách mời nói tại sao không làm 350 km luôn. Rất khó lý giải, đúng không ạ? Đối với điều đấy anh nói rất là chính xác, tức là từ giờ cho đến khi chúng ta đưa cái tốc độ 350 vào ấy, thì cái năng lực ấy hoặc là thiếu hoặc là thừa, đúng không? Mà khi mà anh đã làm cầu cạn rồi nói chúng ta điều chỉnh lại cầu cạn 60% dọc tuyến, 70% 10% của hầm không được, tức là 70% đấy là không điều chỉnh, không điều chỉnh. Về cơ bản là không điều chỉnh. Nên cái tôi quan tâm thay trang đường vẹt thế này, tức là từ bây giờ cho đến 250 chúng ta chỉ có một cái loại giao thông gọi là đường sắt này thay thôi, hay là sao? Tức là nếu chúng ta có một dạng nào nữa mình không đường sắt cũ vẫn còn, đường sắt cũ còn rồi, nên mình không nói cái đường 1 mét đấy nhá, đây là 1435 nhá. Thế bây giờ ấy, nếu như có những cái dạng giao thông mà nó tiên tiến hơn thì ta làm thế nào? Trong khi cái khoảng mà từ bây giờ cho đến như chúng ta vừa nói là cho đến 2030 là phải làm một cái cầu cạn đủ chắc để cho 350 km/h mà ta không dùng cho đến lúc bây giờ, đúng không? Thế thì tôi nghĩ nếu mà tất cả cái chuyện ấy dẫn đến chuyện tức là tại sao không làm đẩy nhanh cái việc tăng tốc độ từ 160 cây lên 350 trong một vòng thời gian rất là ngắn, thì lúc bây giờ chúng ta có thể gọi là tiết kiệm được rất nhiều thứ. Và chúng ta không nên đi theo, đi chậm hơn thế giới quá nhiều. Tại sao lại mình chúng ta đã chậm rồi, đúng không ạ? Cái lý do gì chúng ta lại phải cứ phải đi chậm hơn 10 năm nữa chúng ta mới theo cái hiện đại? Và 10 năm nữa thì khi đấy thế giới nó lại thay đổi rồi, chứ không phải lấy 350 nữa, có thể nói là vấn đề khác rồi. Tôi nghĩ là cái cách mà chúng ta cho là phân đoạn để có thể phù hợp hơn cái phát triển Việt Nam, thì tôi nghĩ có thể mình nhìn sang các ngành khác một tí. Tôi ví dụ như viễn thông. Nếu mà viễn thông của chúng ta cũng suy nghĩ như thế thì đến bây giờ có khi là mình cái tốc độ internet và các thứ khác là thuộc lại gọi là chậm như rùa, đúng không? Nhưng mà họ đã rất là dứt khoát, họ bứt hẳn lên và họ tất cả các cái trở ngại họ vượt qua hết. Thì tôi nghĩ nếu chúng ta chuyển cái tư duy mà đã gọi là mạnh bạo như với ngành truyền thông, tức là viễn thông, bộ chính viễn thông mà chuyển sang cái đường sắt, nó cũng hơi giống nhau đấy. Tức là ý của ông Phê và ông Cường là nếu mà đã làm 60% cầu cạn rồi 10% hầm thì chúng ta làm luôn 350 km/h, chứ không phải chờ đến tận 2050 nữa. Rõ ràng là như thế. 2050 chúng ta mới nâng lên là 350 km/h, còn bây giờ mới là chỉ thấy hệ thống hạ tầng nó. Tức là nó đã đủ đáp ứng được rồi thì tại sao chúng ta không nâng lên một tốc độ cao hơn thế ạ? Thì ngay bản thân nhà tư vấn nói rằng là nếu chạy tốc độ 160 đến 250 thì mới chỉ khai thác được 2,5% thị phần. Nhưng nếu lên 350 là được 15% thị phần, 14,5%. Như vậy rõ ràng hiệu quả rất cao. Thế tại sao chúng ta lại không làm? Lý do vấn đề còn thế này nữa, tức là tàu hỏa tốc hành chỉ có thể cạnh tranh được hàng không nếu như cái thời gian chạy tàu là khoảng từ 4 cho đến 1/2 giờ. Còn nếu quá người ta đi máy bay. Bây giờ tất cả những cái tuyến trên thế giới mà cạnh tranh được với hàng không ấy là xung quanh 4 tiếng trở lại. Vâng, nhưng cũng có ý kiến đi máy bay lại phải mất 2 tiếng để ra sân bay tức chờ là, đợi. Đấy, vâng. tổng cộng tất cả các thứ phức tạp cả hai bên thì nói chung ấy, nếu mà nhìn chung ấy thì xung quanh 4 giờ, 4 giờ rưỡi thì còn cạnh tranh được, còn nếu không thì người ta sẽ không chọn. Vâng. Tàu hỏa cao tốc. Chắc ông Trực có thêm. Đúng, tôi thì tôi cũng rất là đồng tình với ý kiến của hai chuyên gia của ông Cường và ông Phê. Đấy, và tôi thấy rằng là rõ ràng như ngay lần đầu trong số trước của tôi cũng có đề cập đấy, đó là cái vấn đề là đặt cái tốc độ như thế là cũng cần phải quan tâm. Và đặc biệt là giống như ý kiến của ông Cường thì tôi rất là ủng hộ, nó là tại sao tôi cũng rất là phân vân, nó là tại sao lại là phải là bắt đầu là 160 km/h và cho đến 2030 là tốc độ dưới 200 km/h. Và cho đến tận 2050 thì mới đạt tốc độ là 350 km/h. Thì đấy là một câu hỏi rất là lớn và tôi nghĩ rất là đồng tình quan điểm với ý kiến của ông Phê. Đó là giống như là viễn thông, ta làm, dám làm, nó bứt phá ngay từ đầu luôn. Đấy đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là nói về cái vấn đề là 30% là đi trên đường bộ không giao cắt. Cái đấy theo tôi nghĩ là ta cần phải tính toán rất là chi tiết, cẩn thận, và đồng thời là phải bám sát vào cái quy hoạch chung 2030
và tầm nhìn 2050 của tất cả các tỉnh thành mà tuyến đường sắt này đi qua. Bởi vì là như tôi nói ban đầu, bên cạnh là cái việc là ta tránh được cái vấn đề đó là đền bù giải tỏa đấy là gây rất là tốn kém, thì ta còn có một vấn đề nữa, đó là khi mà ta bám sát vào cái quy hoạch này thì biết đâu ta có thể kéo dài được cái phần mà đi trên mặt đất, tức là không, nó lúc đấy có thể không phải là 30% đi trên mặt đất nữa, mà nó có thể là cao hơn 35%, thậm chí 40%, thì khi đấy sẽ giảm được rất nhiều cái chi phí, bởi ta biết rằng nếu mà đi trên cầu cạn thì rất là tốn kém. Vâng. Tất nhiên khi đấy thì ta phải đặt trong cái mối tổng hòa, đó là gì, là ta phải quan tâm đến các khía cạnh khác nữa, như là nền đất, như là điều kiện biến đổi khí hậu, như là lượng mưa tăng, như là điều kiện ngập lụt chẳng hạn. Đấy thì đấy tất cả là ta cần đào sâu nghiên cứu hơn vấn đề đấy. Vâng, tôi thấy có một khán giả đặt một câu hỏi là với cái tuyến đường sắt cũ ấy, thì theo số liệu của Cục Đường sắt Việt Nam hiện nay mạng lưới đường sắt cũ có 5.719 vị trí giao cắt với đường bộ, thì nó gây ra mất an toàn, rồi hạn chế tốc độ, rồi tăng chi phí rất là nhiều. Và trong 5.719 vị trí này thì có đến là 73,5% là đường đi tự mở. Tức là nó gây mất an toàn rất là lớn ấy, với cái tuyến đường sắt trên cao như này, mà 60% là đi trên cầu cạn, rồi 10% đi dưới hầm là nó rất an toàn. Còn với 30% thì lại là chỉ đi qua những đường, nhưng tuyến đường được rào chắn không giao cắt, có nghĩa là chúng ta cũng không phải mất thời gian về giải phóng mặt bằng hay là những cái chi phí lớn. Thì rõ ràng là nó mang lại rất nhiều tiện ích và rất là những cách tính toán rất là hợp lý. Thì không biết là các khách mời đang nghĩ thế nào với ý kiến của khán giả như vậy? Theo tôi thì hiện nay ở Việt Nam tất cả các cái ngành mà dính dáng đến phát triển ấy, thì đều lo đến chuyện đền bù. Thì quả thực câu chuyện đền bù đất đai ấy, nhiều khi nó dẫn đến những cái tình huống mà đúng là tiến thoái lưỡng nan. Tôi thì tôi phải xin lỗi, tức là tôi nghiêng về cái việc xem xét cái đền bù này trên một cái bình diện nó rộng hơn là cái những cái tình trạng chúng ta đang có bây giờ. Ví dụ tôi nghĩ có một cái cách thức mà ở Singapore, một số nước khác người ta làm như thế này. Tôi vào người ta, tôi nói về chuyện đền bù nhé, cái này cũng khá, tôi bảo, ok, miếng đất của anh hoặc là cái nhà của anh giá bao nhiêu tiền? Ví dụ cái đấy là 5 triệu, anh này anh muốn nói ít hơn, của tôi 2 triệu. Bảo ok, nhà nước mua ngay lập tức để làm đường. Bảo những ông này lại muốn tức là tăng lên, bảo không, 15 triệu, anh trả thuế 15 triệu nhé. Thì tôi nghĩ rằng là có một cái thứ rất là dễ dàng để tránh khỏi những tình huống như vậy. Tức là nếu mà chúng ta muốn đền bù đúng giá trị của đất đai hoặc nhà cửa, thì chúng ta phải có hình thành được hai cái luật. Luật thứ nhất là khi cần thiết vì cái mục đích xã hội thì có thể trưng mua tài sản. Và cái thứ hai nữa là phải có thuế bất động sản và thuế đất đai, các thứ nó được, bình thường. Vâng. Đấy, vì nếu như mà chúng ta 60% là cầu cạn chỉ để tránh cái giải phóng đất đai ấy, thì tôi cho rằng có khi Quốc hội bàn về chuyện luật về gọi là thuế có khi là hiệu quả hơn là chúng ta bỏ một số tiền khổng lồ ra. Nhưng mà tôi nghĩ là không chỉ làm cầu cạn, không phải chỉ để tránh cái... Không, tức là một trong những phần mà người ta rất lo, nhất là khi đi vào những cái khu đô thị lớn nhá. Bởi vì phần mà đô thị rất là lớn. Nên tôi nghĩ rằng là chúng ta nói về một cái dự án khủng, một dự án rất là lớn. Như vậy thì bất cứ cái gì để làm cho nó hiệu quả hơn, để làm cho nó gọi là gì, thuận buồm xuôi gió hơn, thì chúng ta đều phải nghĩ chứ. Nếu mà mình chỉ gọi là nó lại chỉ luận về kỹ thuật thì chúng ta sẽ rơi vào một tình huống mà không thể giải quyết được. Vâng. Vừa kỹ thuật, vừa xã hội, vừa pháp lý, tất cả mọi cái biện pháp mà có thể huy động được thì để huy động để làm sao cho cái dự án lớn rất là lớn này nó hiệu quả và nó mang lại ít cái xáo trộn nhất, đúng không? Thì cái này tôi nghĩ cái phạm vi nó rộng hơn cái các vấn đề kỹ thuật rất nhiều. Nhưng tôi đang muốn hỏi các chuyên gia, bởi vì là khán giả họ nghĩ là 30% đi qua cái đường bộ mà không giao cắt mà có rào chắn ấy, thì tức là chúng ta sẽ không phải giải phóng mặt bằng, mất chi phí giải phóng mặt bằng nhiều và cũng làm thời gian rất là nhanh, tức là nó không liên quan gì đến những cái quy hoạch hiện nay ấy. Thì không biết có đúng không ạ? Người ta nghĩ một cái điều thế này. Vâng. Hiện nay cái đường sắt của ta đang có. Hiện có. Thì người dân ấy, người ta cứ tự mở đi qua. Ai đi qua? Rất nhiều chỗ mà nhà nước đã chắn rồi. Người dân cứ mở đi qua. Vâng. Thế vậy người ta lo ngại rằng vậy thì cái đường sắt cao tốc này 2% là rào chắn ấy, thì liệu người ta có mở hay không? Mà hoặc là bây giờ nếu cái rào chắn ấy mà chạy qua khu dân cư, có thể rất dễ là người ta lại tự mở, người ta đi qua, mà nó lại xảy tình trạng mất an toàn hiện nay. Cho nên là có lẽ cái ý mà một số người cũng băn khoăn nói rằng phải chạy cao lên trên để đảm bảo rằng là không có ai mở, không có ai đi qua được. Đấy, đừng làm dưới mặt đất nữa. Tôi cho rằng đấy có thêm một số người băn khoăn như thế. Tôi cho rằng là đúng, cái lo nghĩ đấy là đúng, đấy nó xuất phát từ cái thực tại của cái hệ thống đường sắt hiện có để người ta nhìn thấy. Tuy nhiên thì tôi cũng đồng tình như cái anh nói rằng trước hết là chúng ta phải quy hoạch cái tuyến hướng như thế nào để đừng có cái tuyến hướng lại chạy vào trong khu đô thị xong anh làm rào chắn, cái thì không bao giờ được.
đường cao tốc hay đường gì nữa mà vào trong đô thị xong lại làm rào chắn cho người ta đi. Trong cái đấy là không được, bởi vì nó trái ngược với quy luật. 30% này không vào đô thị đúng không? À đúng rồi, nó phải vâng, không được vào đô thị. Vâng. Đã vào đô thị thì phải đi ngầm hoặc là phải lên cao, vâng. Không thể rào chắn được. Vào khu dân cư không thể nói là rào chắn được. Phải quy hoạch cho nó ra khỏi những vùng đó. Vâng. Mà cái như tôi nói rằng là tuyến đường cao tốc này nó có đòi hỏi phải là dừng liên tục đâu. Nó rất là xa những cái khu vực đó. Cho nên là cái chuyện để chúng ta thấy rằng cái phần mà chạy trên mặt đất và có rào chắn đấy nó không bị ảnh hưởng như là các cái hệ thống đường sắt hiện tại phần lớn đang chạy qua dân cư. Vâng. Thứ hai nữa là chúng ta cũng phải nghĩ đến một cái chuyện là bao giờ cũng phải tạo ra được một cái sự đồng bộ. Ví dụ như một cái đường sắt như thế có rào chắn thì nó phải có hệ thống đường gom để các cái khu đấy người ta quá trình sản xuất hay qua quá trình lưu thông người ta đi qua hệ thống đường gom như thế nào, hệ thống các cái cầu vượt nhẹ như thế nào. Rõ ràng là cái vấn đề đó nó phải đi kèm theo. Nhưng nếu chúng ta làm việc đó thì có thể chúng ta tính ra cái hiệu quả chi phí ấy có thể nó còn thấp hơn là tất cả đấy đó ta chạy trên không. Đấy, và hai nữa khả năng chuyển đổi nhiều hơn. Nên chính điều đó chúng tôi rất đồng tình là chúng ta phải tính toán cái phương án quy hoạch cái hướng đi hướng tuyến nó thật là tốt và từ đó khảo sát mới tính ra là chỗ nào không thể chạy mặt đất rào chắn được thì mới buộc lòng phải làm cầu cảng và cái hệ thống được chui. Tất nhiên thực sự là gần như thế, ta phải hiểu là khi một cái tuyến đường sắt tốc độ cao này nó tốc độ lên đến 350 km/h thì rõ ràng nó đi qua cái, đến khu dân cư thì nó phải đi bằng đường trên cao, đấy, bằng hệ thống cầu cạn, hoặc trong một số trường hợp thì nó có thể đi trên mặt đất nhưng có rào chắn rất là tốt, nhưng mà còn những cái lối đi qua thì người ta sẽ làm cái hầm chui nhiều mức khác nhau trên khác mức. Còn có một số điểm mà tôi cũng rất là quan tâm đó là một cái tuyến đường sắt bây giờ hiện giờ một số nhà ga là có xu hướng dịch chuyển gần đến khu đô thị. Bởi vì là chúng ta biết là cái tuyến đường sắt này đi qua 20 tỉnh thành thì nó phải có nhiệm vụ là kết nối các cái tỉnh thành đấy. Đấy, ví dụ đi qua Thái Bình chẳng hạn, đi qua Ninh Bình chẳng hạn, đi qua Thanh Hóa, đi qua Vinh chẳng hạn, thì tất cả những điểm đấy đều có kết nối. Thì những điểm kết nối đấy hầu hết là đi bằng cái đường trên cao, đi bằng hệ thống cầu cạn. Nhưng mà khi đấy là ta cũng phải đặt ra một cái vấn đề là dù sao chăng nữa thì cái việc mà nó đi trên mặt đất thì ta có thể có hầm chui và ta có thể có rào chắn, thì về cơ bản nó đảm bảo an toàn, đảm bảo lưu thông được của cái dân cư tại địa phương đấy cho cái hoạt động sản xuất nông nghiệp chẳng hạn. Đấy, và những cái đường đi trên mặt đất thì hầu hết là đi ở nơi địa hình không có dân cư, ví dụ như khu vực đồi núi chẳng hạn, khu vực ngoài đồng ruộng chẳng hạn thì nó hoàn toàn đáp ứng được. Nhưng mà khi đến vào đô thị thì nó phải đi trên cái hệ thống đường cầu cạn, và đường cầu cạn đấy nó kết nối vào cái trung tâm đô thị. Nhưng mà ta cũng cần phải đặt vấn đề ở đây, đó là khi mà nó cái hệ thống đường sắt này nó cái hệ thống nhà ga nó bám sát để kết nối với đô thị thì nó lại phải có một vấn đề liên quan đến cái việc là bám sát vào cái quy hoạch chung 2030 tầm nhìn 2050 nhằm là liên quan đến cái vấn đề là đền bù giải phóng mặt bằng sau này. Đó là một số cái vấn đề mà tôi nghĩ là khán giả có thể cũng đang quan tâm. Vâng. À, ngoài ra thì việc mà chúng ta lựa chọn cái tuyến là Hà Nội Vinh đúng không? Và Nha Trang Thành phố Hồ Chí Minh để triển khai trước, đấy cũng là phương án tốt không ạ? Theo tôi thì đấy là một phương án hoàn toàn hợp lý, rất hợp lý. Bởi vì chúng ta biết là bây giờ cái vấn đề vận tải giữa Vinh là cái đô thị loại 1, đô thị trọng điểm khu vực Bắc Trung Bộ. Hà Nội là trung tâm của phía Bắc, và tương tự khu vực Nha Trang là cái đô thị trọng điểm khu vực Nam Trung Bộ và kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn của khu vực phía Nam. Thì giữa hai tuyến này hiện nay và người ta tính rằng cho đến tận 2030 và sau đấy nữa thì cái năng lực vận tải của nó cũng rất là lớn. Lớn hơn rất nhiều so với quãng giữa nó, tức là từ Vinh, Đà Nẵng và từ Đà Nẵng đến Nha Trang. Đấy, cho nên là cái việc mà đầu tư, tập trung vào đầu tư phân kỳ cho hai cái khúc khu vực Hà Nội Vinh và từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang thì nó rất là hợp lý. Và tôi thấy đấy hoàn toàn phương án phù hợp. Ông Cường nghĩ sao? Thì đúng là chúng ta hiện nay thì chúng ta không thể có tiền để làm cả. Chứ còn nếu có đủ tiền mà làm một mạch từ Bắc vào Nam thì tốt nhất. Nhưng mà rõ ràng là tiền chúng ta không thể khả năng để giải quyết được ngay một lần. Vậy thì chúng ta phải chọn ưu tiên. Mà chọn ưu tiên thì rõ ràng là đầu tư vào các cái đoạn nào để mà cái hiệu quả nó mang lại là cao nhất. Thế thì cái đoạn mà nó có cái lưu lượng giao thông cao thì đương nhiên là cái hiệu quả nó sẽ cao hơn. Chúng ta phải ưu tiên chọn cái đoạn trước. Thế nên tôi cho rằng là chọn Hà Nội Vinh và Nha Trang Thành phố Hồ Chí Minh nó là cái hợp lý trong cái việc là đầu tư công. Ngoài ra thì chúng ta biết rằng là cái dự án này thì không chỉ có cái đầu tư công từ ngân sách mà chắc chắn chúng ta phải kêu gọi cái đầu tư tư nhân vào để bỏ tiền ra khai thác. Thế thì bây giờ tư nhân người ta muốn bỏ tiền ra, ví dụ chẳng hạn như chúng ta đầu tư làm cái đường sắt thôi, thế còn cái hệ thống đường con tàu trên đấy, vận hành những tàu đấy làm sao, điều hành chạy sao, tất cả những chi phí vận hành của nó như thế nào, các nhà tư nhân bỏ tiền vào để nó khai thác thì người ta phải tính xem là lưu lượng khách đấy có đông hay không,
khả năng cạnh tranh như thế nào thì người ta mới sẵn sàng bỏ tiền vào. Cho nên tôi cho rằng là cái việc mà chúng ta chọn hai tiếng đó nó vừa giải quyết được vấn đề là chúng ta sẽ ưu tiên cái vốn đầu tư công của chính phủ, của ngân sách nó hợp lý. Thứ hai là chúng ta cũng sẽ thu hút được những nhà đầu tư sẵn sàng đầu tư vào để mà khai thác, để mà kinh doanh cho cái giai đoạn đầu này. Và hai đoạn tuyến đấy thì nó cũng còn có bên cạnh là cái việc là vận tải hành khách, thì nó còn có cái năng lực rất là lớn trong việc vận tải hàng hóa. Và như tôi cũng đã đề cập ở số trước, đó là cái vấn đề đường sắt này phải là đường sắt lưỡng dụng, tức là nó vừa phải là vận tải hành khách nhưng nó cũng phải là vận tải hàng hóa để nó giảm tải cho cái tuyến cao tốc Bắc Nam đường bộ hiện nay. Đấy, và đó chắc chắn phải là đây cũng là chủ đề gây tranh luận đấy ạ, vận tải hành khách hay là vận tải cả hành khách và hàng hóa. Chắc trong... là tôi nghĩ rằng cái này thì về mặt kỹ thuật thì nhiều hơn. Nhưng mà trên thế giới thì tôi nghĩ rằng là khi đã là cao tốc thì cái hàng hóa nó chỉ là những hàng hóa nhẹ thôi. Chứ còn chắc là những cái hàng hóa mà vận tải nặng ấy, thì nó phải buộc lòng nó phải có một cái hệ thống riêng. Chúng ta vẫn có cái duy trì cái đường tàu cũ mà. Đường tàu cũ bây giờ đang nằm trong cái dự án được cải tạo để nâng cao gia cố lên. Thì cái tốc độ nó không cần quá cao nhưng mà quan trọng nhất là kỹ thuật để đảm bảo nó đồng đều. Thì tôi nghĩ rằng là vận tải nặng thì vẫn phải sử dụng cái hệ thống đường sắt hiện tại. Và lâu dài chúng ta vẫn phải tiếp tục dùng nó. Kết hợp từng nữa chúng ta lại có cái vận tải biển. Đó, dọc theo cái đường sắt này cũng cả một hệ thống đường biển. Đấy, cho nên là đúng là cái cao tốc này thì không phải chỉ người không, nhưng mà những hàng hóa nhẹ thì chúng ta đều có thể đưa đây. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ nông sản, đó, hoa, rau, thứ là cũng không phải là quá mà cao cấp, giá trị nó cao thì có thể là vận tải cái này đều tốt cả. Thực ra theo tôi thì ở đây có một vài cái suy nghĩ thế này, tôi thì không có kết luận gì lớn lắm, tôi nghĩ suy nghĩ này tức là trong cái phát triển đô thị trên thế giới thì có một cái hiện tượng rất là thú vị, đấy là hiện tượng nó gọi là cặp đôi của các thành phố. Tôi nghĩ là cái phần quan trọng nhất của cái giấc mơ đường sắt cao tốc ấy là nối Hà Nội với Thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh thấy như có những cái ví dụ rất rõ, ví dụ như là Moscow với Petersburg, ví dụ như là Hồng Kông với Quảng Châu, thì cái và một loạt các thành phố khác. Thì những cái đất nước mà có một cặp đôi đô thị thì thường nó bổ sung cho nhau rất là mạnh mẽ. Và cái mơ ước theo tôi của tất cả người Việt ấy, là làm sao giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có con đường ngắn nhất. Cho nên phải nói rằng cái phần quan trọng nhất, cái chủ điểm chính của con đường ấy là nối hai thành phố lớn. Tất nhiên là vì lực bất tòng tâm, chúng ta chưa đủ tiền, chúng ta chưa có điều kiện để làm toàn tuyến. Thì cái việc mà chúng ta làm hai khúc đầu, tức là Thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang cũng như là Hà Nội với Vinh thì nó hợp lý, không khác được. Tuy nhiên cũng có một số ý kiến khác nói là cái đoạn mà rất là ngắn mà chúng ta có thể thí nghiệm được nhiều thứ đấy là Huế Đà Nẵng, thì tôi nghĩ đấy cũng là ý kiến hay, là bởi vì này tức là nó gọi là trăm nghe không bằng một thấy. Nếu như chúng ta thực hiện cái đấy như là cái pilot project, một cái gọi là đề án thí điểm, thì chúng ta rút được rất nhiều kinh nghiệm, mà đấy cũng khá phức tạp. Tuy nhiên thì theo tôi thì cái suy nghĩ chung vẫn hướng về chuyện, tức là cái cảm giác chung của anh em là từ giờ đến 2050 thì nó hơi lâu quá, đúng không? Bởi vì chắc là từ giờ đến 2050 tôi chắc chắn sẽ có một cái dạng gọi là giao thông đột phá nào đấy. Và tôi cho rằng cái dạng giao thông đột phá đấy thì chắc là đầu tiên người ta thử bằng hàng trước, còn người sau. Cho nên có lẽ là tôi cũng không quá lo. Giả sử có hai con lúc tôi nghĩ người ta chở hàng trước. Thế thì còn đấy là vấn đề thứ nhất mà chúng ta cần suy nghĩ, tức là nó càng tăng thêm cái áp lực làm sao để cho cái chương trình của chúng ta nó nhanh hơn, chứ không phải là tải nó quá dài như vậy. Và đến bây giờ ngay từ bây giờ chúng ta đã phải làm cho những cái về tải trọng các thứ là phải đủ cho cái 350 km, mà mặc dù còn mấy chục năm nữa thì mới đến chỗ đấy. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta không nên quên rằng là từ khi có đường sắt thì nó đã là một cái yếu tố hình thành đô thị rất là mạnh. Và nếu như trước đây là đã có những cái ý kiến làm sao để cho nhà ga nó nằm xa các khu trung tâm đô thị, thì tôi nghĩ đấy có thể là một cái sai lầm. Là vì như này, tôi nhớ năm 1992 khi chúng tôi cùng với cái nhóm chuyên gia Thụy Điển để làm một cái nghiên cứu về giao thông đô thị Hà Nội, thì chúng tôi đã tìm mọi cách để lúc bây giờ người ta không chuyển ga Hàng Cỏ ra khỏi Hà Nội. Đã có những ý kiến rất mạnh mẽ để làm như vậy, và theo tôi thì cách đây 1-2 năm gì đấy cũng đã có ý kiến như vậy. Nhà ga là một cái yếu tố hình thành đô thị mạnh nhất. Và nếu như chúng ta có những cái nhà ga 5-6 tầng hầm như các bạn đã biết ở các nước khác, thì đấy là một cái nơi tuyệt vời cho cái sự tập trung. Mà tôi nói dung dài một tí, người ta bảo là thành phố là cái nơi mà giao thông thuận tiện nhất, tức là thành phố hình thành là do cái tiện lợi về giao thông. Thế nhưng
ngày hôm nay thì quan điểm người ta về đô thị hoàn toàn khác. Tại sao như ở New York chẳng hạn thì cái giá vận chuyển hàng hóa và người ấy, nó rẻ hàng chục lần so với trước đây, mà thành phố vẫn phình ra chứ không teo lại tí nào. Tức là giao thông đã không còn là yếu tố lớn nữa. Thế thì cái gì khiến cho những cái thành phố lớn nó có sức sống mạnh mẽ như thế? Thì đấy chính là cái tiếp xúc mặt đối mặt giữa người với người, giữa bạn bè, giữa đồng nghiệp. Và từ đấy xuất hiện các cái ý tưởng sáng tạo. Và như chúng ta biết là kinh tế bây giờ cái yếu tố mạnh nhất của kinh tế là yếu tố sáng tạo. Thế thì nếu như chúng ta bỏ cái ga, mà nhất là cái ga cao tốc, cái ga tốc độ cao, đường sắt tốc độ cao ra khỏi thành phố, thì chúng ta đã bỏ phí mất một cái yếu tố tuyệt vời để kết nối mọi người và trở thành một cái, nó gọi là một cái không khí đô thị mà từ xưa đến giờ, từ cái ngày mà có đường sắt đến giờ thì bao giờ cũng là những điểm nhấn của các thành phố lớn. Cho nên nếu mà chúng ta chỉ nghĩ, tôi nghĩ là đây là một dự án rất lớn, tôi nhắc đi nhắc lại, dự án rất lớn. Nếu chúng ta chỉ nghĩ vào các khía cạnh kỹ thuật, chỉ nghĩ về các khía cạnh đầu tư mà quên mất những cái hiệu ứng khác của nó, thì tôi nghĩ là chúng ta về sau có thể tiếc. Cho nên tôi vẫn muốn, như chúng tôi đã nhiều lần nói rằng là như ga Hàng Cỏ, như các ga ở Hà Nội, thì nên làm sao nó trở thành một cái gọi là hấp, một cái gọi là đầu mối giao thông mà gồm có tất cả các thứ gọi là phương tiện. Ví dụ như chúng tôi mơ tưởng là làm một cái in-town check-in, một cái nhà ga trung chuyển ở trong thành phố cho hành khách đi máy bay. Mà chúng tôi nghĩ là sẽ rất là tốt nếu chúng ta đặt đâu đấy chỗ Thiên Đường Bảo Sơn. Nói như thế để nói rằng là cái yếu tố đường sắt là một yếu tố mà làm cho cái đô thị nó trở nên rất là mạnh mẽ và rất là cạnh tranh. Vâng. Thế thì đừng vì một vài cái tiện ích nho nhỏ, một vài cái phức tạp về đền bù, về thứ khác mà chúng ta quên mất cái tác động và cái ích lợi lớn lao của những cái nơi tập trung đông đảo dân cư thành phố và là cái nơi mà người ta thi thố, người ta cảm thấy được tự hào, được có mặt ở đấy. Thì à, những cái thứ đấy là nó rất là quan trọng đối với một cái đô thị, nhất là đô thị, những cái đô thị lớn như là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đấy thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà đặt tuyến đường sắt cao tốc như thế nào để cho nó không những nó tiện lợi mà nó còn nâng cao cái sức hấp dẫn của đô thị thì cái đấy là bài toán khó. Nhưng mà chắc là có thể là tôi thì tôi không phản đối cái việc là đặt các nhà ga tiến sát về các đô thị, mà cái mà tôi nói là đây là cần quan tâm đến quy hoạch. Đấy. Nhưng mà còn một vấn đề nữa tôi muốn tiếp lời của chỗ ông Phê một chút, đó là theo quy luật phát triển đô thị chung ở trên thế giới, đó là công nghiệp đi trước và đô thị theo sau, tức là có công nghiệp trước thì có đô thị. Thì như vậy bây giờ tất nhiên là một số đô thị Việt Nam trước đây thì nó cái xu hướng nó hơi ngược một chút, tức là dân cư phát triển trước thì đô thị hình thành sau và công nghiệp lại đi sau đấy. Đấy, nhưng mà trong cái điều kiện hiện nay khi ta bước sang thế kỷ 21 rồi, cái vấn đề quy hoạch đang được quan tâm rất là nhiều và mọi thứ là đều bám sát vào cái vấn đề khoa học của quy hoạch ấy, thì khi đấy cái hệ thống nhà ga càng tiến sát về đô thị thì khi đấy chính là một cái yếu tố công nghiệp, nó tạo điều kiện để cho đô thị đấy phát triển rộng ra. Và khi mà có hệ thống nhà ga, cái hệ thống tàu điện, tàu đường sắt tốc độ cao như thế thì cái việc vận tải từ thành phố này sang thành phố kia nó rất là dễ dàng, vừa là vận tải hành khách vừa là vận tải hàng hóa, thì cái đấy lại chính là một cái yếu tố để thúc đẩy cái đô thị đấy phát triển. Có nghĩa là nó phù hợp với quy luật chung của thế giới, đó là công nghiệp đi trước và đô thị. Như bây giờ có một cái khái niệm mới người ta bàn đến nhiều là TOD, Transit Oriented Development, tức là những cái phát triển mà dựa vào cái giao thông mà năng lực lớn là transit. Thì tôi cho rằng chúng ta không nên để phí cái những cái gọi là năng lực của cái đường sắt tốc độ cao, không những chỉ về chuyên chở mà còn tạo ra cả một cái cuộc sống đô thị, cả một cái phong cách sống. Thế thì rất nhiều nước trên thế giới đấy ạ. Tiêu đi bây giờ. Chúng tôi cũng đã bắt đầu làm những tiêu đi đầu tiên, như cái khu Bắc An Khánh là chúng tôi dự định là đấy sẽ là cái khu tiêu đi đầu tiên mà dựa vào cái đường sắt đô thị Hà Nội Hòa Lạc. Thế nhưng mà bây giờ thì tình hình có vẻ như là các cái đường sắt đô thị nó tiến độ nó chậm quá. Nhưng tôi nghĩ rằng là như tôi nhắc lại là giả sử Hà Nội có một tương lai, tương lai chắc chắn là nằm trên bánh sắt. Tức là về mặt năng lượng nó tức là về mặt môi trường như thế này, tức là tất cả những cái tàu cao tốc chúng ta chạy đều chạy điện, mà điện thì có thể sản xuất ở nơi xa tít mù tắt nào đấy hoặc ngoài biển, xong rồi chúng ta truyền điện về. Chứ nếu mà chạy như các cái phương tiện thông thường như máy bay chẳng hạn thì gọi là cái khí thải nó khủng khiếp luôn. Rất lớn, trong khi tàu điện chúng dùng điện có thể đặt máy điện hạt nhân nào đấy ngoài đảo xa xong. Và những cái câu chuyện điện khí hóa toàn tuyến cũng là một cái vấn đề chúng ta vẫn phải bàn, nhưng mà thôi có lẽ là một cái chủ đề nào khác. Không, tôi nói cái đấy ở chỗ là thế này, tức là vì cái đường sắt tốc độ cao nó không gây ô nhiễm môi trường, tức là từ một số khác thì cái chất thải nó rất là ít, cho nên đi vào đô thị là nó hợp. Chứ nếu mà đây chạy xình xịch xong rồi khói đen mù mịt thì câu chuyện nó khác. Nên chúng ta đang rất mong đợi cái dự án này đấy ạ. Ông Cường có thêm ý kiến bổ sung không? Tôi nghĩ rằng là chắc là
cũng có nhiều cái ý kiến cần trao đổi. Nhưng mà chắc với một cái điều kiện của Việt Nam nó trải dài như thế, thì cái việc mà phải phát triển một hệ thống đường sắt cao tốc chắc là không sớm thì muộn cũng phải làm. Cho nên chắc cái bàn cãi này tôi nghĩ chắc là cũng không nên mất quá nhiều thời gian vào nó. Vấn đề thứ hai là chúng ta phát triển nó là đường cao tốc hay là chỉ dừng lại ở tốc độ cao thì thôi. Đấy cũng là một vấn đề cần phải suy tính. Có thể chúng ta phải tính làm sao để chúng ta vừa thích ứng với cái nguồn kinh phí mà chúng ta hiện nay có đang hạn hẹp, nhưng chúng ta cũng phải đừng để lạc hậu quá so với những cái gì thế giới người ta đang đạt đến, thậm chí nó đang tiến rất nhanh. Khi mà chúng ta đạt được những cái gì bước tiến chung của thế giới thì cơ hội chúng ta nó sẽ mở ra được nhiều hơn. Do vậy cho nên là tôi nghĩ rằng chúng ta cũng cần phải có một cái lựa chọn, có thể là lựa chọn một cái giai đoạn đầu ở một cái một vài tuyến nào đó, một vài cái điểm nào đó, nhưng chúng ta hãy vượt lên đạt được ở một cái tốc độ mà tương đối như là thế giới đang có. Một cái điều chúng ta cũng cần phải tính một cái chiến lược dài hạn để làm thế nào mà cái hệ thống đường sắt của ta xây dựng lên, chúng ta phải có tính năng động, phải có tính thích nghi rất nhanh cao với lại cái sự phát triển trong tương lai của thế giới. Đồng thời chúng ta cũng có thể thích ứng được là cái nguồn kinh phí chúng ta có hạn hẹp. Cho nên là những cái dự kiến mà trong cái tư vấn đưa ra, tôi nghĩ rằng là về mặt tỷ lệ xây dựng đường chui bao nhiêu, đường cạn bao nhiêu và đường rào chắn bao nhiêu, tốc độ bao nhiêu, tôi nghĩ đấy cũng đang là vấn đề có lẽ cũng còn phải nhiều ý kiến trao đổi tiếp nữa. Tôi xin phép bổ sung thêm một chút về cái vấn đề này. Cái thứ nhất là về cái hệ thống đường sắt này thì chúng tôi rất là đồng ý và rất là ủng hộ, thậm chí chúng tôi mong muốn là cái tuyến đường này còn làm nhanh hơn nữa cơ. Chứ đến 2050 thì rõ ràng là nó hơi chậm. Bởi vì vấn đề là sao, chúng ta không nên nhìn bằng cái con mắt hiện tại mà chúng ta phải nhìn vào cái tầm nhìn là 2030, 2050. Khi đó chắc chắn cái nền kinh tế của chúng ta đã khác hiện nay rất là nhiều. Bởi vì bây giờ là 2018, 12 năm sau là đến 2030, tức là đến 30 năm sau thì đến 2050, thì khi đấy chắc chắn Việt Nam ta có thể so sánh với khoảng sấp xỉ như là Hàn Quốc bây giờ. Thì khi đấy là rõ ràng cái nền kinh tế nó không đối với chúng ta là 60 tỷ đô la không phải là cái vấn đề mà đang gây lo ngại hiện nay nữa. Cho nên chính vì thế mà tôi cũng rất mong muốn, và có lẽ rất nhiều người dân mong muốn, đó là cái tuyến đường sắt này tốc độ phù hợp hơn. Cái thứ hai là cái thời gian nhanh hơn nữa, chứ 2050 thì có lẽ là hơi chậm. Vâng, đó là mong muốn của rất là nhiều người. Và khi mà chúng tôi thực hiện rất nhiều cuộc đối thoại, tôi nghĩ là phải đến 20-30 khách mời tham gia chương trình đối thoại thì đa phần đều mong muốn là chúng ta đẩy nhanh, chúng ta làm sớm nhất có thể. Tất nhiên là vẫn còn rất là nhiều ý kiến làm lo ngại về vấn đề vốn rồi những cái vấn đề khác liên quan đến kỹ thuật. Tuy nhiên là không chỉ như ông Cường nói là không thể không có mà thậm chí còn là cấp bách ạ. Đến lúc này mà chúng ta còn chưa có một cái tuyến đường sắt như vậy nữa thì có lẽ là chúng ta phải đặt dấu hỏi rất nhiều cho cái việc là chúng ta phát triển kinh tế, phát triển về quy hoạch như thế nào. Chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời đến với chương trình đối thoại với một cái chủ đề có lẽ là hơi kỹ thuật, hơi chuyên sâu một chút, nhưng tôi nghĩ là giải đáp được những cái thắc mắc chuyên sâu của quý vị khán giả liên quan tới dự án này, và chúng ta cũng tư vấn một cách thiết thực nhất, tư vấn trên những cái thông tin hết sức là cụ thể, thì tôi nghĩ đó mới là những điều mà đối thoại đã mang tới cho những người làm chính sách, những người đang tư vấn cho cái dự án này, cũng như là tất cả những người dân đang quan tâm tới dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Thì chúng tôi xin cảm ơn ba vị khách mời đã đến với chương trình đối thoại và xin chúc các khách mời có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng chương trình. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể theo dõi lại cũng như là theo dõi các chương trình đối thoại mà kênh truyền hình VTV thực hiện về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trên website của kênh truyền hình VTV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo.